Phong, Bụi bị truy bắt, gọi đàn em cầm hung khí trả thù. Sau khi tấn công lực lượng chức năng chặn bắt mình rồi tẩu thoát, Trương Khánh Phong gọi đàn em chuẩn bị dao bầu, gậy sắt đi trả thù. Ngày 6 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang truy xét Trương Khánh Phong, 20 tuổi, Phong, Bụi, người địa phương, theo lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tạm giữ nhóm nghi phạm là đàn em của Phong để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Khoảng 1 giờ cùng ngày, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm tổ chức vây bắt Trương Khánh Phong. Khi đến đoạn đường ngày 21 tháng 8, nghi phạm đi xe máy chở theo Phong tông thẳng xe vào lực lượng chốt chặn, còn Phong dùng dao bầu chống trả để tẩu thoát. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, khi cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường Văn Hải, công an phường Mỹ Bình tuần tra, truy tìm Phong, thì phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập. Qua làm việc, nhóm này khai đang chuẩn bị hung khí theo lệnh của Phong để đi trả thù lực lượng truy đuổi, chặn bắt. Cảnh sát thu giữ 12 cây mát, 6 dao tự chế, 2 gậy sắt, đồng thời đưa nhóm thanh niên về đồn. Nhiều lực lượng công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đang truy bắt Trương Khánh Phong cùng nghi phạm đi cùng.